Tường xin giới thiệu với các bạn một dự án ICO có tên là Zik. Đây là một dự án sẽ đem crypto cho sản phẩm không có tiền mặt và không mất phí. Thì các hoạt động của ngày thứ nhất nó có thể mua tại các cửa hàng như là HM này, Apple này, Gap này, Adidas này, Amazon, Zbook và Google Play hay một số trang nổi tiếng khác. Thì bạn có thể mua sắm mật mã phân cấp cuối cùng là một thực tế, ví dụ dạng như mua sắm ẩn danh này, thì quà tặng giảm giá này và không mất phí và đơn giản này, hoàn toàn phân cấp. Thì về trải nghiệm mua sắm thì tận hưởng trải nghiệm mua sắm đơn giản và ngay lập tức với mật mã của bạn mua hàng hóa và dịch vụ trực tiếp từ các thương hiệu mà bạn thích, không cần phải tiền tệ truyền thống. Giao dịch mượt mà và thực hiện với người dùng ẩn và hệ thống quản lý quảng cáo phức tạp, an toàn dựa trên đường dây thẻ quà tặng và được tạo để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các cửa hàng bạn thích trực tuyến hoặc ngoại tuyến với 3 lần nhấn ma sát miễn phí và không mất phí, được hỗ trợ bởi một nhà lãnh đạo thị trường. Zika là một công ty chị em của Zik và nhà đầu tư giống đã bán được 1 triệu thẻ quà tặng bao gồm hơn 350 thương hiệu hàng đầu. Thì kể từ khi thành lập vào năm 2014, Zika đã đi đầu trong ngành công nghiệp tiền tệ của công ty và đã bán được hơn 1 triệu thẻ quà tặng vào năm 2017, bao gồm 350 thương hiệu hàng đầu như các thương hiệu bán lẻ cấp 1, 2 và như Amazon, Adidas, Nike, Tesco và nhiều hơn nữa, và một số loạt các sản phẩm dịch vụ đặc biệt trong 2 năm qua. Zika đã tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thì các đối tác toàn cầu của dự án này có Qualcomm này và một số trang khác, Viola, Zadian, Tagest, Quanska App này. Thì về lộ trình phát triển thì quý 4 năm 2017 là ra cái Zik Founder, nên lấy kỹ ý tưởng về cái Zik Founder, về cái dự án Zik này. Thì tháng 3 năm 2018 thì bắt đầu ra cái bản web Alpha và cái phần app thử nghiệm. Tháng 4 năm 2018 thì ra bản thử nghiệm của bản web app này. Tháng 7 năm 2018 thì ra cái bản public beta này. Quý 3 năm 2018 ra bắt đầu mở public sale. Tháng quý 3 năm 2018 tiếp là cái Zik West bắt đầu hoạt động trực tuyến cái trên cái app này. Thì quý 4 năm 2018 là phát triển cái app trên Android. Quý 4 năm 2018 thì tiếp tục là phát triển app trên cái hệ điều hành iOS. Quý 4 năm 2018 thì bắt đầu thẻ nghĩa lợi cho cái tiền điện tử. Quý 1 năm 2019 thì quý 1 đến quý 2 này, quý 2 thì ra cái mắt cái API Connect. Quý 3 năm 2019 thì ra cái Lưu Catalog, thì ra cái dạng như cái danh sách mới. Thì và trong đây là một số tin tức trên một số trang như Forbes, CNBC và một số trang khác. Thì nền kinh tế dựa trên thẻ quà tặng ảo, thì thẻ quà tặng ảo chứng từ bán lẻ là những thị trường toàn cầu đang phát triển tăng vọt lên hơn 600 tỷ đô la vào năm 2017, và công ty yêu thích thẻ quà tặng vì họ đảm bảo thu nhập, và người tiêu dùng yêu thích họ vì đảm bảo được quyền lợi truy cập vào các sản phẩm dịch vụ với sự ủng hộ bí quyết từ công ty chị em Zika và của chúng tôi, và ZikX cung cấp sự tiện lợi và khả năng sử dụng tương tự cho người dùng tiền điện tử, và thẻ quà tặng luôn được chấp nhận bởi cửa hàng, giá trị của chúng không bị ảnh hưởng bởi chuyển động của thị trường, chúng được chấp thuận trực tuyến hoặc ngoại tuyến hoặc bằng, và giá trị của chúng trong cửa hàng là như nhau và bất kể bán hàng tại cửa hàng và giảm giá. Về tiện ích của token thì ZikX sẽ cung cấp cho chủ sở hữu thẻ ZIX với một ưu tiên suốt đời đối với tiền tệ được chiết khấu trong công ty so với bất kỳ người dùng nào khác. Dựa trên danh mục chào bán thì trong số các tiện ích khác, chủ sở hữu mã token ZIX sẽ có quyền ưu tiên khi có nhiều yêu cầu hơn cung cấp các tài sản có mức độ mong muốn cao. Chủ sở hữu thẻ token ZIX sẽ có quyền ưu tiên hơn những người dùng khác để đảm bảo các quyền lợi đó. Thì về sẽ thứ hai là sẽ được cam kết chủ sở hữu thẻ token ZIX sẽ không phải đợi trong cái thời gian dài để giao dịch được xóa. Mã token của họ sẽ được sử dụng làm tài sản thế chấp đảm bảo thanh toán ngay lập tức.
thì sẽ đăng nhập vào chủ sở hữu thẻ ZIC, sẽ được có khả năng đăng nhập vào ZX như một cách an toàn và ẩn danh trong bằng mã token của họ. Thì về những cộng sự của này thì có cái sàn của Bancor này, Deloitte này, Gipteri, Zika, Wing. Nexo Capital, và đây là cái về phân phối token thì 50% là sẽ dành ra token dành cho dự án bán ra ngoài cộng đồng, thì 20% sẽ dành cho quan hệ đối tác, TEM sẽ giữ 15%, thì dành riêng 10% đã để dự trữ, 5% là dành cho cộng đồng. Thì số sử dụng tiền thu nhập được phân bổ quỹ thì nó sẽ làm phát triển thị trường và mở rộng bán lẻ là 30%, bán hàng và tiếp thị 25%, hoạt động 15%, và cái nghiên cứu và phát triển là 30%. Số cap của dự án là 14 triệu đô và hash cap là 23 triệu đô. Một Ethereum sẽ mua được 5.000 ZIC và token bán vào quý 3 năm 2018. Thì đây là cái tem của dự án này. Đây là WeManaMess, CEO founder của dự án này. Đây là ZIC Isa A, đồng sáng lập và là CTO của dự án. Ở đây là CMO của dự án này, Apan Amos Danji. Ở đây là trưởng phòng phát triển kinh doanh Barak. Đây là Gafi Grant, quản lý cộng đồng. Ở đây là giám đốc nghệ thuật Ian Sonic. Đây là quản lý của Macon. Đây là nhà phát triển blockchain. Ở đây là kiến trúc sư trưởng. Thì đây là đội ngũ cố vấn của dự án này. Đây là giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Zika. Đây là hội đồng quỹ tại Bancor. Đây là đồng sáng lập và giám đốc điều hành của WePower, dự án về năng lượng. Cố vấn đây sẽ là cố vấn về fintech và crypto. Đây là cố vấn về sản phẩm blockchain, là đồng sáng lập của Wing. Đây là đối tác sáng lập của NFX. Đây là giám đốc đầu tư của Dilac Group này. Đây là Adriana, giám đốc điều hành tại Black House Group. Đây là sẽ là cố vấn về đầu tư. Đây là cố vấn về tiền điện tử crypto. Ken Shishido, nhà truyền giáo Bitcoin. Đây là Solik Zhang, người sáng lập của Valueless Capital. Ở đây là cố vấn về đầu tư và chiến lược bí mật. Đây là chuyên gia về tokenomics. Ông là CIO tại Nissan Innovate. Đây là Mai Fujimoto, hoa hậu của Bitcoin. Đây là Yoshidi, giám đốc điều hành tại Ansula. Ở đây là Julia Denaskana, giám lãnh đạo cộng đồng Viễn Dương. Thì vừa rồi là cái thông tin về cái dự án ZX. Các bạn có thể truy cập vào cái trang website này zx.me để theo dõi và chi tiết hơn về cái dự án này. Thì cái sản dự án này sẽ bắt đầu ICO vào quý 3, tức là sẽ bán vào từ tháng 9 trở đi. Chưa rõ vào ngày nào, thông tin chi tiết thì mình sẽ liên hệ và báo sau. Và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.